Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lộ trình sau ngày 30 tháng 9, thành phố sẽ từng bước chuyển đổi công năng các bệnh viện trở về với công năng ban đầu. Đó là tiếp nhận điều trị những bệnh nhân không phải mắc COVID-19 để phục vụ công tác khám và điều trị bệnh cho người dân. Trước mắt ưu tiên chọn các bệnh viện đa khoa ở các quận huyện. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, dù trở về công năng ban đầu, nhưng các bệnh viện vẫn phải đảm bảo có khu cách ly để tạm thời cách ly những trường hợp nghi ngờ và xét nghiệm tầm soát. Đồng thời phải có khoảng 10 đến 20 giường có hệ thống oxy để kịp thời hồi sức cho bệnh nhân nặng, sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện điều trị COVID-19.